Hello, herzlich willkommen zu einer neuen Lecture von mir. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài học này. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau bàn luận về một chủ đề ngữ pháp rất là căn bản thôi nhưng mà lại cũng rất là quan trọng. Đó là Plural Verb, cách thành lập dạng số nhiều cho danh từ. Nếu như trong tiếng Anh thì chúng ta chỉ cần thêm những cái đuôi như là s hoặc là es vào sau danh từ thì chúng ta sẽ có ngay được dạng số nhiều. Thế nhưng mà trong tiếng Đức thì nó lại không đơn giản như vậy. Thông thường thì các bạn được khuyên là khi học một danh từ thì học mạ từ của nó và dạng danh từ số nhiều của nó. Tuy nhiên là cũng có một vài những cái quy luật nhất định để mà có thể hình thành được dạng số nhiều của danh từ. Và khi nắm được những cái quy luật này thì cái việc học nó sẽ đơn giản hơn cho các bạn rất là nhiều. Các bạn có thể tiết kiệm được thời gian cho mình bằng việc là chỉ cần nhìn vào một số những đặc điểm của danh từ, các bạn có thể đoán được ngay là cái dạng số nhiều của nó sẽ như thế nào. Và những quy luật đó là gì thì trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng xem là có thể hình thành được dạng số nhiều của danh từ như thế nào. Trường hợp thứ nhất đó là chúng ta thêm đuôi e vào đằng sau danh từ, hoặc là chúng ta thêm đuôi e và umlaut. Đây là ký hiệu của umlaut. Nếu như trong cái danh từ đó nó có một cái nguyên âm a, u oder u thì các bạn hãy thêm umlaut vào cho nó và thêm đuôi e ở trường hợp này. Trường hợp thứ hai, các bạn thêm đuôi n hoặc là en vào sau danh từ. Trường hợp thứ ba, chúng ta thêm đuôi er hoặc là er vào umlaut. Trường hợp tiếp theo thì là ở dạng số nhiều danh từ đó giữ nguyên. Đây là ký hiệu cho việc là dạng số nhiều của danh từ không thay đổi. Hoặc danh từ không biến đổi và thêm umlaut vào nguyên âm. Và trường hợp cuối cùng là chúng ta thêm đuôi s vào sau danh từ để có được dạng số nhiều của danh từ. Trong từ điển hoặc là trong sách thì có thể các bạn nhìn thấy những cái dạng viết như thế này. Ví dụ như nếu các bạn nhìn thấy der Lehrer, dấu phẩy và một cái gạch ngang như thế này, đó có nghĩa là dạng số nhiều thì danh từ này không biến đổi. Der Lehrer, die Lehrer. Còn ở đây die Wand và dấu phẩy, một cái gạch ngang có hai dấu chấm ở trên và sau đó là chữ e, có nghĩa là ở dạng số nhiều chúng ta thêm đuôi e vào sau danh từ và thêm umlaut vào nguyên âm. Die Wand, die Wände. Ở đây thì mình sẽ chia ra thành hai trường hợp. Đó là những cái quy luật luôn luôn đúng, có nghĩa là nó có thể áp dụng được cho tất cả các từ. Và trường hợp thứ hai là những cái quy luật mà đúng cho hầu hết tất cả các từ. Điều đó có nghĩa là nó cũng có những cái ngoại lệ và không phải là nó đúng 100%. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với trường hợp đầu tiên, đó là những cái quy luật mà nó luôn luôn đúng. Đối với những cái danh từ kết thúc bằng đuôi khiển hay là line thì ở dạng số nhiều nó giữ nguyên, không biến đổi. Ví dụ như mình có das Mädchen, die Mädchen, das Brötchen, die Brötchen. Các bạn thấy là danh từ ở dạng số ít và dạng số nhiều nó hoàn toàn giống nhau. Đối với những cái danh từ mà nó kết thúc bằng những cái đuôi như là ung, height, kite, ie, ol, ion thì ở dạng số nhiều chúng ta chỉ cần thêm đuôi en vào sau danh từ. Ví dụ như mình có die Informationen, die Heizung, die Heizungen. Khi danh từ kết thúc đuôi en thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Chúng ta sẽ không đọc là en Heizungen nhá, mà chúng ta sẽ phải cái âm nó sẽ bị biến đi, nó thành Heizungen. Có một trường ngoại lệ đó là chúng ta phải thêm đuôi en, đó là đằng sau những cái danh từ kết thúc bằng đuôi en. Các bạn có thể nhận thấy là nó hầu hết là những cái danh từ mà chỉ nghề nghiệp dành cho phái nữ. Ví dụ như là die Lehrerin, die Kellnerin, die Kellnerinnen. Chúng ta thêm đuôi s cho những cái danh từ mà nó kết thúc bằng đuôi
A, I, O, Y. Ví dụ như là das Taxi, die Taxis, das Radio, die Radios. Đối với tất cả những cái danh từ mà nó viết tắt thì chúng ta cũng ở dạng số nhiều chúng ta thêm đuôi S. Ví dụ như là der PKW, die PKWs. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những cái quy luật mà nó đúng cho hầu hết mọi trường hợp. Thứ nhất, đó là với những cái danh từ ngắn, thường là một âm tiết, thì ở dạng số nhiều chúng ta thêm đuôi E, hoặc là đuôi E và thêm umlaut vào ở nguyên âm. Ví dụ như mình có der Tisch, die Tische, der Tag, die Tage, die Hand, die Hände. Các bạn thấy là ở danh từ Hand thì chúng ta có nguyên âm A. Bởi vậy nên là ở dạng số nhiều chúng ta sẽ thêm umlaut vào trong nguyên âm này. Chúng ta có die Hände. Der Stuhl, die Stühle. Ở đây cũng như vậy, chúng ta có nguyên âm U. Dạng số nhiều chúng ta thêm đuôi E và cái umlaut vào cho nguyên âm. Đối với hầu hết những danh từ số ít kết thúc bằng đuôi E thì ở dạng số nhiều chúng ta chỉ cần thêm đuôi N vào cho nó. Ví dụ die Tasche, die Taschen, die Schule, die Schulen. Đối với nhiều những cái danh từ ngắn giống chung, các bạn nhớ là giống chung có nghĩa là mạo từ của nó sẽ là das, thì ở dạng số nhiều chúng ta sẽ thêm đuôi er hoặc là er và umlaut vào. Ví dụ das Buch, die Bücher, das Kind, die Kinder. Có nhiều những cái danh từ mà ở dạng số ít kết thúc bằng đuôi el, en hoặc là er thì ở dạng số nhiều chúng ta giữ nguyên, và nếu như mà trong danh từ đó có nguyên âm thì chúng ta sẽ thêm umlaut vào cho cái nguyên âm đó. Ví dụ như là der Vater, die Väter, der Garten, die Gärten. Ở trong tiếng Đức thì có rất là nhiều danh từ vay mượn, và với hầu hết những cái danh từ này ở dạng số nhiều chúng ta chỉ cần thêm đuôi s. Ví dụ như là der Job, die Jobs, das Baby, die Babies, das Hotel, die Hotels. Bên cạnh những cái quy luật này ra thì có một vài từ mà chúng ta phải học thuộc nó một cách riêng biệt, đó là những cái từ ngoại lệ, và mình sẽ liệt kê ở đây cho các bạn một vài từ trong số đó. Das Museum, die Museen. Các bạn thấy là sự biến đổi từ dạng số ít sang dạng số nhiều của nó thì không tuân theo một cái quy luật nào mà mình đã nêu lên ở trên. Bởi vậy nên là chúng ta bắt buộc là phải học nó một cách riêng biệt. Das Visum, die Visa. Das Datum, die Daten. Das Praktikum, die Praktika. Die Firma, die Firmen. Với từ là die Bank thì nó có thể có hai nghĩa. Thứ nhất đó là cái ghế để ngồi, và thứ hai đó là ngân hàng. Ở dạng số nhiều thì tùy thuộc vào nghĩa của nó mà cái hình thức ở dạng số nhiều của nó cũng sẽ khác. Nếu số nhiều là die Banker thì có nghĩa đó là những cái ghế, còn die Banken thì là số nhiều của ngân hàng. Das Konto, die Konten. Das Thema, die Themen. Thực ra trong tiếng Đức thì chỉ có một số lượng nhất định những cái từ mà có sự biến đổi đặc biệt như thế này thôi, và các bạn hoàn toàn có thể học thuộc được chúng. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng với nhau luyện tập một chút nhé. Mình có những cái danh từ này cho các bạn, và các bạn hãy thử đoán xem là cái dạng số nhiều của nó sẽ là gì và vì sao. Der Fernseher. Các bạn nghĩ số nhiều của nó sẽ như thế nào ạ? Chúng ta nhận thấy ở đây điều gì ạ? Chúng ta thấy là cái danh từ này nó kết thúc bằng đuôi er, và ở đây không có nguyên âm A, O, O, U. Bởi vậy nên là dạng số nhiều chúng ta sẽ giữ nguyên. Der Fernseher, die Fernseher. So einfach. Từ thứ hai, das Mädchen. Các bạn thấy đây điều gì ạ? Danh từ kết thúc bằng đuôi chen. Rất đơn giản, nó sẽ giữ nguyên. Das Mädchen, die Mädchen. Der Apfel,
dạng số nhiều của nó có thể là như thế nào ạ? Chúng ta thấy đây điều gì? Danh từ kết thúc bằng đuôi el. Và ở đây chúng ta có nguyên âm a. Với vậy dạng số nhiều của nó sẽ là die Äpfel. Der Apfel, die Äpfel. Còn das Land, các bạn nghĩ như thế nào? Nó là một cái danh từ ngắn, một âm tiết. Tuy nhiên, nó có mạ từ là das, giống chung. Bởi vậy nên là dạng số nhiều của nó sẽ là die Länder. Chúng ta thêm đuôi er và thêm umlaut, bởi vì chúng ta có nguyên âm a. Das Land, die Länder. Đối với những cái danh từ ghép thì cái danh từ đứng ở đằng sau cùng sẽ quyết định xem là dạng số nhiều của cái cụm danh từ đó là như thế nào. Ví dụ như mình có die einzige Wohnung, thì danh từ đứng cuối cùng ở đây đó là Wohnung, đó là căn hộ. Thì các bạn thấy là với Wohnung thì danh từ này kết thúc bằng đuôi ung. Bởi vậy nên là số nhiều chúng ta sẽ rất đơn giản là thêm đuôi en, Wohnung, Wohnungen. Và đối với cả một cái cụm này cũng như vậy, chúng ta có die einzige Wohnung, die einzige Wohnungen. Ok, alles klar? Các bạn có thấy dễ hiểu không ạ? Và như thường lệ thì mình cũng sẽ có những cái tổng hợp, những cái bài tập online cho các bạn để các bạn có thể luyện tập và có thể tìm thấy cái đường link ở dưới cái video này. Hy vọng là bài học ngày hôm nay đã có thể giúp cho các bạn giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc học từ vựng. Và hy vọng là sẽ được gặp lại các bạn trong lần sau. Tschüss, bis bald.